Mình xin chào tất cả các bạn. Mình là Thủy Đỗ, tư vấn viên của tập đoàn chăm sóc sức khỏe CVD. Hôm nay mình xin được trao đổi với các bạn về các nhóm tính cách của một con người. Vậy con người chúng ta gồm có những mấy nhóm tính cách và đó là những nhóm nào? Vậy con người chúng ta gồm có bốn nhóm tính cách. Thứ nhất đó là DISC, đó là màu đỏ, màu xanh lá cây, màu vàng và màu xanh dương, màu xanh nước biển. Vậy màu đỏ đó là nhóm tính cách người như thế nào? Màu đỏ đó là nhóm D, đó là nhóm tính cách người mạnh mẽ, quyết đoán, quyết liệt, nói là làm, không thích nói dài dòng, nói ngắn gọn, xúc tích và làm người luôn luôn muốn chiến thắng, luôn luôn muốn chinh phục được tất cả các mục tiêu và là người rất thích có nhiều tiền, có ô tô, có nhà biệt thự. Đó là những người rất là năng động, rất quyết đoán trong mọi công việc làm và quyết định rất là nhanh chóng. Đó là nhóm người thứ nhất. Nhóm người thứ hai đó là người màu xanh lá cây, đó là nhóm I. Đó là những người luôn luôn thích vui vẻ, hòa đồng, thích giao lưu với người lạ, thích đến những vùng đất mới xa xôi, thích được giao lưu với tất cả những con người ở những vùng đất mới, vùng đất xa xôi và đặc biệt là thích đi du lịch, thích giao lưu với tất cả mọi người, thích được vui vẻ. Và đây là một con người cũng rất là thích hay thay đổi chính kiến của mình. Đó là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba đó là nhóm màu vàng, là nhóm S. Đó là nhóm luôn luôn thích được lắng nghe, luôn luôn thích quan tâm giúp đỡ người khác và là những người có thể ngồi lắng nghe người khác nói cả ngày và rất là ít nói, rụt rè, không thích đến cái môi trường đông, không thích đến cái chỗ nơi vui vẻ và đông người, sống khép kín hơn. Nhóm cuối cùng đó là nhóm màu xanh nước biển, màu xanh dương. Đây là những con người rất là chín chắn, chỉn chu trong mọi công việc. Nói đúng là đúng, nói sai là sai. Và đây là những con người quyết định mọi việc đều rất là lâu, bởi vì họ còn suy nghĩ, họ còn tính toán một cách rất là kỹ càng. Cái gì thuận lợi, cái gì chưa thuận lợi, rồi sau đó họ mới đến quyết định cuối cùng. Và đây là những con người rất là chín chắn. Và đây là bốn nhóm tính cách của con người chúng ta. Vậy chúng ta có thể là thuộc một nhóm tính cách nào đó, một cái tính cách rất là nổi bật nào đó. Nhưng có những người thì chúng ta có thể thuộc thấy mình cả trong bốn nhóm tính cách. Vậy chúng ta là những tư vấn viên thì chúng ta phải hiểu thấu đáo, thấu hiểu được những nhóm tính cách này để chúng ta khỏi ngỡ ngàng, bỡ ngỡ trước những khi giao tiếp với tất cả khách hàng. Và hiểu thấu đáo khách hàng để chúng ta sẽ đem đến cho khách hàng của mình những cái gì thuận lợi nhất, những cái điều mà khách hàng mong muốn nhất. Và rất mong các bạn hãy đến với chúng mình, đến với CVD, môi trường rất là năng động, trẻ trung, luôn đem đến cho tất cả chúng ta sức khỏe, hạnh phúc, sắc đẹp và sự bình an. Và đây là môi trường phát triển bản thân cực kỳ tuyệt vời. Và xin chúc tất cả các bạn tư vấn viên hiểu được bốn nhóm tính cách này để giúp cho công việc của mình một cách thuận lợi và hiệu quả nhất. Xin chúc tất cả các bạn luôn luôn vượt trội trong môi trường của CVD. Xin cảm ơn tất cả các bạn.